Trời ơi, tôi đã phát nguyện không làm như vậy nữa. Và giờ đây, cái bánh nằm trên tay tôi và không thể buông bỏ nó ra được. Câu chuyện này quý vị đã nghe qua rồi, nhưng tôi muốn kể lại về thầy Hằng Cụ. Như quý vị biết, anh ta là người hảo ngọt, rất thích ăn đồ ngọt, và một phần trong sự tu hành là kiềm chế sự bốc đồng của thân. Thân lúc nào cũng muốn tùy hứng làm theo ý nó, nên anh ta tự bảo mình phải kiểm soát tính hảo ngọt này. Lúc đó có một vị thiền thất kéo dài nhiều ngày. Thời đó ở góc đường gần chùa Kim Sơn Tự có một tiệm bánh xinh xắn. Mỗi ngày họ trưng bày những cái bánh chiên giòn và các loại bánh trái ngon ngọt không thể tưởng. Một khi quý vị đi qua tiệm bánh đó, cho dù quý vị vào trong thiền đường, tiệm bánh vẫn theo quý vị. Nó ở trong tâm trí quý vị. Và thời đó các buổi cơm trưa, sư cô Hằng Trì sẽ xác nhận với quý vị là không ngon miệng. Vì vậy với thầy Hằng Cụ thì thật là khổ hạnh, nên anh ấy tự thiền thất được 4 hay 5 ngày. Vào ngày thứ 6 hay thứ 7 của thiền thất, anh ta chịu hết nổi, rồi anh ta tỏ ý muốn đi ra ngoài. Vì không gian trong chùa quá hẹp, cho nên anh chàng lính hải quân, anh cần ra ngoài đi dạo. Rồi anh ta đi ra bên ngoài. Vào thời đó, ngay cả các cư sĩ cũng mặc áo tràng. Và như tôi có nói lúc trước, là áo tràng có tay dài như kiểu của người dơi, sau này được chúng tôi cắt ngắn. Tôi không biết phải diễn tả thế nào. Nó dài dòng, lòng thòng, và phía sau thì rỗng, và quý vị có thể bước đi. Anh ta ra ngoài, nhìn bên trái, bên phải, rồi vọt lẹ tới tiệm bánh. Anh vào trong và nói: "Tôi muốn 3 cái bánh dâu berry đỏ." Tại vì anh ta mê loại bánh này, thế rồi anh ta mua 3 cái bánh và trở về. Và ăn nhanh một cái, anh ta đi đến góc đường, về gần tới chùa, anh đi nhanh cho kịp. Và chút nữa sẽ có người gõ mõ, thế nên anh ta cố ăn xong cái bánh thứ nhì. Rồi anh ta lật phía trong áo tràng để lau miệng, và quay ngược nó lại để không thấy. Bây giờ thì còn cái bánh cuối cùng không ăn kịp. Và anh ấy nghĩ: "Trời ơi, mình phải bỏ nó, không thể thế nào được, tôi không thể vứt nó được." Anh nghĩ như là: "Ồ trời ơi, tôi đã phát nguyện sẽ không ăn bánh nữa, thế mà tay mình đang cầm một cái bánh mà không dám vứt nó đi. Không có ai dạy anh ta nên làm hay không nên làm." Lúc đó anh ta đã đến trước cửa chùa và bỏ cái bánh vào trong áo tràng. Bây giờ là sau buổi ăn trưa, anh ta cứ đứng, ngồi, xuống thiền. Còn cái bánh dâu vẫn nằm bên trong áo tràng. Và quý vị biết không, anh ta cứ đi và niệm Án Mani Bát Mê Bánh. Anh ta cứ bị ám ảnh vì cái bánh, cứ giằng co trong tâm trí: "Mình làm gì đây, không thể ăn nó được." Anh tính là khi giải lao thì sẽ vào nhà bếp, nhưng rồi có người nào đó hay hòa thượng xuất hiện, thế rồi phải bỏ bánh vào túi trở lại. Cho nên anh ta hoàn toàn bị xa rời thoại đầu của mình mà xoay sang bánh. Cứ như vậy cho đến cuối ngày, anh ta chờ cho đến khi mọi người đều đi ngủ. Lúc đó là chừng giữa 1 giờ hay 1 giờ rưỡi sáng. Và anh dậy đi vào phòng tắm. Thời đó phòng tắm có loại cửa sổ xưa với sợi dây kéo cầu thang. Nếu quý vị mở cửa sổ nhanh quá, nó sẽ kéo cái thang rớt xuống một cái rầm. Nên anh ấy ngồi đó với cái định của điệp viên ninja, từ từ đẩy cửa sổ lên thật chậm, khiến nó không tạo ra tiếng động. Tôi nghĩ anh ta phải toát ra mồ hôi. Cứ từ từ, từ từ, vì anh leo ra ngoài bằng cái thang hiểm thoát hỏa hoạn. Và cuối cùng anh mở nó được mà không ai nghe tiếng. Anh ta vui mừng, ha ha, và leo lên cái thang trên nóc nhà. Khi lên tới đó anh ngồi, đây chính là niết bàn. Và anh cắn một miếng bánh lớn. Anh ta lúc đó: "Ồ, ngon tuyệt." Nhưng rồi lại nghĩ:
Ái cha, lời nguyện của mình thật là... Khi đó anh ta nghe tiếng động từ cầu thang thoát hiểm hỏa hoạn. Hàng cụ, cái gì? Ai đó? Tôi sẽ không chia cái bánh này đâu. Anh nhìn lúc ấy trăng đã mọc, anh ta thấy một cái đầu trọc, và đó là Hòa Thượng Tuyên Hóa, vị chủ trì. Anh đang tiến lên trên cái thang thoát hiểm hỏa hoạn. Hàng cụ, chết rồi. Rồi Hòa Thượng tiến về phía anh ta, và Hàng cụ quay đi về hướng khác. Hòa Thượng cũng đổi hướng đi theo, và Hàng cụ lại quay mình đi. Anh cầm lấy sâu chuỗi, một tay cầm bánh, còn cái kia cầm sâu chuỗi, giả dạng như đang niệm Phật. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Và họ cứ đổi hướng, sư phụ cứ kiên nhẫn, đi tới, đi lui với anh. Cuối cùng hai người đối diện nhau. Lúc đó bánh dầu chảy xuống, cứ nằm trên xuống áo tràng và sâu chuỗi. Anh ta hoàn toàn bị phơi bày, và tất cả những gì Hòa Thượng nói với anh ta là cảm giác cái đó như thế nào, rồi xoay lưng đi xuống. Hàng cụ sau này kể cho tôi nghe rồi lặng người như thế gần 15 phút. Tôi cứ nghĩ sẽ bị la mắng. Hai vị thiền sư này sẽ lấy cây quất cho tôi một trận. Nhưng ngài chỉ nói cảm giác cái đó như thế nào. Và tôi bắt đầu hiểu ý ngài muốn nói. Và anh ta suy ngẫm lại những chuyện xảy ra. Cảm giác như thế nào khi mình mất sự kiểm soát, cho dù mình muốn kiểm soát nó. Cảm giác như thế nào khi lừa dối. Cảm giác như thế nào khi mình phát nguyện và không giữ lời nguyện. Và từ lúc ấy, anh ta trở lại khóa tu thiền thất và thay đổi hoàn toàn thái độ tu hành. Ha ha ha, Bụt Sa Mâu Ni So ha.